Thưa quý vị và các bạn, giữa những cái nắng nóng gay gắt và oi bức của mùa hè, thì nếu như được đắm mình trong không gian của biển sẽ là mơ ước của tất cả chúng ta. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì không cần phải đi đâu xa, quý vị và các bạn cũng có thể tìm thấy cho mình một không gian như vậy. Đó chính là mô hình cà phê bãi biển xuất hiện lần đầu tiên và hiện đang thu hút khá nhiều các bạn trẻ lui tới bởi sự tò mò. Đây là điểm đến cuối tuần của nhóm bạn trẻ này. Cát, nước, tiếng sóng rì rào, không gian mát mẻ và yên tĩnh như tách biệt với cái nắng nóng và ồn ào của đường phố Sài Gòn. Đây là nơi lý tưởng để các bạn thư giãn, trò chuyện và đọc sách. Thấy cũng thích lắm, tại vì nhưng mà nó cảm giác nó yên tĩnh mà nó bình yên lắm. Trong nhiều cái Sài Gòn mà nhộn nhịp vậy á, thì kiếm được chỗ này cũng là khó. Nó độc lạ, nó khác những cái quán thường nhiều. Cái quán này là cũng như là hồi xưa là cũng từng trong suy nghĩ của mình á, mà anh về cuối cùng kiếm được cái quán như vậy nên cũng thích lắm. Cũng lạ, với lại thoải mái lắm. Cát biển này nọ là mình mát mẻ, mà trời nóng nữa. Dạ, thường thì là nghỉ ngơi và đọc sách đó chị. Thì không gian ở đây nó cũng thoải mái và yên tĩnh. Và đặc biệt hơn là có những cái bãi cát, rồi có tiếng sóng biển. Rất là độc đáo và thú vị. Nó cũng là làm cho người ta cảm thấy không có cần phải đi xa mà vẫn có được cảm giác thư giãn. Thoải mái tựa mình vào ghế, dưới chân là cát mịn, thưởng thức trà, cà phê, lắng nghe tiếng sóng biển cùng tiếng nhạc du dương cũng đang là mô hình thu hút nhiều nhân viên văn phòng như anh Nguyễn Hữu Tài sau những giờ làm việc căng thẳng. Ở Sài Gòn có quán mà la có cát có biển rồi mình cũng thấy nó cũng mới mới rồi mình cũng đi thử coi nó sao. Có thời gian cảm thấy mà nóng nực thì mình lên đây thư giãn rồi. Mát mẻ là mình lên đây thì mình cảm nhận có gì khác biệt với mấy quán cà phê khác không? Mới là mình cũng lên muốn thư giãn chút xíu thôi. Chủ yếu là coi mới mẻ, nếu hay thì dẫn bạn bè thế thôi. Được biết, cát ở đây được chuyển từ Nha Trang vào và việc vệ sinh cho bãi biển trong nhà này cũng lắm công phu. Dù khách tới đây đều phải tuân thủ một số quy định nhỏ nhằm giữ gìn cảnh quan quán. Thế nhưng, giữa cái nắng của Sài Gòn mùa này, cà phê bãi biển vẫn đang là một sự lựa chọn lý tưởng, đặc biệt cho những ai hiếu kỳ.